chào các bạn, lại là mình, do BlockWM đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review update mới của Pet Simulator X. 11 giờ đêm hôm qua tựa game này đã update nhưng mình không thể thức được tới giờ đó các bạn ạ. Các bạn cũng biết kết cục của việc đăng update muộn nó sẽ như nào rồi đấy, không có views đâu. Thì hôm nay mình đã dậy vào gần 5 giờ sáng để quay video này cho các bạn xem. Nếu các bạn không tin thì mình lên Google search ngày giờ Việt Nam. Vâng, bây giờ là 4 giờ 50 lúc tôi đang quay cái video này. Cho nên là các bạn hãy cho mình một like để tạo động lực cho mình nhé. Rất cảm kích vì một cái like của các bạn. Ok thì bây giờ chúng ta vào xem update mới có gì nhé. Thì trước mặt mình có cái bảng update mới đây, các bạn tự đọc nhé. Chứ mình vừa gõ từng chữ trên cái giọng người vô bước này tốn thời gian vãi lít. Thì ok, việc đầu tiên mình làm bây giờ là đi xem hai cái cổng mới. Auto delete này chắc là để xóa pet nhanh hơn, mình cũng chả quan tâm cái này lắm. Ok thì trước mặt mình đây là hai cổng. Cổng tới đảo kẹo và cổng tới đảo ma ám. Đảo kẹo giá 3.500.000 fantasy coin. Mua không? Mua luôn. Mà ra đảo kẹo để làm gì? Để gặp cô nàng kẹo này chứ làm gì? Holy fucking moly. Mình thèm chảy dãi các bạn ạ. Ok bây giờ mình ngồi chơi qua đảo này một lúc review cho các bạn. Mà nhắc mới nhớ mình chưa nhận Deadly gì qua. À nhầm, ý mình là Deadly gì qua. Chỗ tìm bút ở đâu anh nhỉ? Tìm hoài chả thấy mẹ gì cả. À đây tìm thấy chỗ dùng bút rồi. Một thằng nghèo kiết xác như mình không bao giờ mua được mấy cái này đâu các bạn ạ. Và đương nhiên là cả cái củ lìn này nữa. Ok thì bây giờ là tới phần nhập cốt. Cốt của nó là Free Diamonds không? Sau đó nhấn VD. Ok chúng ta mua thử trứng đảo kẹo xem sức mạnh nó như thế nào nhé. Đảo kẹo có 2 quả, mà mỗi quả mắc tiền vãi cả đái. Chính nét tao chi cho ông cố nội tao còn hơn như mày. Mày đùa tao đấy à? Pet tao đâu? À đây thấy pet rồi các bạn. Sức mạnh của nó là 207k. Nhưng vẫn rác như đồn nhất. Lại là con lợn xấu xí này. Ok con này không xấu lắm. Ok bây giờ chúng ta sẽ qua đảo ma ám. Nhìn có vẻ không ma ám cho lắm. Nhưng không biết ở đây có dương khổng lồ không nhỉ. À đây tìm thấy rồi. Không biết cái dương này sức mạnh bao nhiêu nhỉ? Vãi nồi, 13 tỷ luôn cơ ạ. Mình sẽ cày cái dương này với pet của mình xem mất bao lâu. Ok cuối cùng đã xong. Mất tổng cộng là hơn 3 phút nha các bạn.
Ok, bây giờ chúng ta thử mở trứng ở đảo ma ám xem sức mạnh của chúng bao nhiêu. Sức mạnh 660k, không tệ cho lắm. Bây giờ mình sẽ chi hết tiền mở trứng xem sao. Ok, đã tới lúc mình phải kết thúc video này tại đây rồi. Nếu các bạn thích video này thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nếu các bạn muốn xem thêm nội dung này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.